Alo, rồi hôm nay chào các bạn. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu các bạn về cách cài micro, cài đặt microphone và bật các audio lên để mình sử dụng microphone để làm những cái video như hôm nay mình làm cho các bạn, đúng không? Thì đi luôn vào vấn đề. Thì đầu tiên là các bạn phải mua một cái microphone để hỗ trợ để mình chỉnh cắm. Ở đây thì mình đang dùng một cái microphone OA-002 đây. Thì cái OA này nó chỉ có giá 170.000 đồng, trên 170, khoảng 170.000 đồng thôi. Nó không đắt lắm đúng không? Đây, đây là cái mình đang dùng. Thì các bạn thì mua trong các siêu thị thì thường nó rất nhiều. Nếu mà các bạn muốn mà hát karaoke ấy, thì cái microphone này nó không đáp ứng đủ đâu. Mấy lại cấu hình của máy hay là cái linh kiện của cây thì nó cũng không đáp ứng được cái gọi là cái xử lý âm cho khi hát karaoke. Nó chỉ thích hợp cho các bạn ghi âm như là làm những cái video hay là để up những cái mà mình biết rồi lên cho mọi người cùng xem thôi, đúng không? Thì đây các bạn phải mua microphone. Thứ hai tiếp đến là các bạn đây là những microphone để các bạn hát karaoke này. Khá đắt tiền đúng không? Thứ hai đó là mình chỉnh cắm. Thì ở đây cắm thì ở máy cây đây thì có 3 nút đúng không, mà nó là đỏ xanh lá cây và xanh lục. Thì mình chỉ quan tâm đến hai cái nút đỏ và nút xanh thôi. Thì đỏ ở đây cắm vào đây, bạn thì đây đỏ đỏ thì ở đây đó là cắm mic để làm mic, gọi tức là đầu để mình ghi âm ấy. Đó là nút xanh, còn nút xanh là để cắm tai nghe thì các bạn nghe nhạc hay đấy thì cắm cũng biết rồi đúng không. Rồi thì cắm xong, tiếp theo là các bạn cài driver. Thì hầu như các bạn dùng máy thì khi mình cài này cài win xong thì nó cũng cài hết bộ driver rồi, thì nó cũng cài hết bộ driver rồi đúng không? Nhưng ở đây nó cũng cài hết bộ driver, thì trong cái phần headset thì nó cũng có hết cái phần này rồi đúng không? Cài xong driver, nếu mà các bạn có ghi âm có hết trong cái phần này rồi, tức là cái biểu tượng trên nền nền desktop của mình đây, nó đã có cái biểu tượng này. Góc màn hình đây nó có biểu tượng này thì các bạn có thể ghi âm được rồi, như mình đang ghi âm đó. Tiếp đến cài độ driver. Thì nếu bạn nào chưa có thì các bạn ghi chỉ cần lên Google tra chữ độ driver audio for Win 7 thì nó sẽ ra rất là nhiều đúng không. Thì thường thường khi các bạn thiếu cái bộ này thì các bạn nên chỉ cài mỗi cái driver thôi, chứ driver audio thôi, chứ không nên cài full bộ làm gì. Tại vì lúc đấy cài Win 7 mình cài rồi, chỉ thiếu một số thứ đó, thì thiếu cái nào mình cài đấy cho đỡ mất công download và cài đặt sau này nó đẹp file cho lặng OC đúng không. Thì ở đây mình đã bấm chữ driver và click vào chữ download.com, thì trong này nó chỉ có 95 MB thôi. Download về cài đặt thì cái này nó phải chả phải có rách gì, các bạn cứ click 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 click, click rồi fix khởi động lại máy là ok. Tiếp theo thì mình sẽ vào nhé. Các bạn cài về nhưng mà bật lên audio cũng không ghi được đúng không. Bật audio lên hát thì nó không có cái gì như ở mình ở đây. Ví dụ như mình khi mình nói ở chỗ này thì các bạn nhìn thấy phím xanh thì nó di chuyển này. Đó, cái tần số âm nó lên, nhưng các bạn lúc mà mới bật thì nó không có những cái này. Thì để bật cái này thì một các bạn vào màn hình desktop. Màn hình desktop các bạn bấm vào cái chỗ mà có biểu tượng loa, bấm chuột phải cho mình và chọn chữ record. Đây. Đây, các bạn bấm chữ tích vào chuột trái vào chỗ này cho mình, recording driver đây, thì nó hiện ra cái bảng này. Lúc đấy cái bảng này của các bạn nó sẽ không có hai cái này. Để mà có tất cả hiện lên tất cả cái này thì các bạn nhấn chuột phải vào đây chọn sâu. Lúc ấy mình chưa mình chọn sâu, bây giờ mình chọn sâu luôn. Đây các bạn tích chuột vào hai cái này, tích chuột vào nghĩa để biểu tượng nó xuất hiện cả hai đó, thì nó hiện ra bảng này. Các bạn tích hai lần vào microphone thì nó có rất là nhiều mục granular listener các kiểu, nhưng mà mình chỉ quan tâm mục listen và mục level thôi. Còn listen đây tức là khi các bạn tích vào đây chọn API. API thì nghĩa là cái listen to driver này, nghĩa khi bạn tích vào đây và API thì khi bạn hát karaoke ấy, thì hát các bạn nói trên microphone và tiếng ở loa nó vẫn ra. Khi bạn bỏ một tích mục này ấy, thì nghĩa là khi dành cho các bạn phục vụ cho các bạn ghi âm nhiều. Khi ghi âm thì tiếng nó không ra loa, nó chỉ có tiếng mà bạn ghi âm lại khi các bạn bật video lại mình vừa ghi âm thì nó có tiếng âm thôi. Trong quá trình ghi âm thì tiếng nó không ra loa đúng không? Mình những lúc đấy là tiếng sẽ rất là thực thực đúng không? Tiếp theo là mục level, tức là mức cường độ âm. Thì ở đây microphone các bạn cho cho mình là 100 thôi, cứ cho kịch được 100 không quan trọng. Còn mục microphone abort tức là độ nhạy bắt âm thì thường thường mình để là 10.
Bạn không nên cho quá mà mất âm nhạy quá thì âm sẽ bị to quá và nhạy quá sẽ dẫn việc dè nó mà cường độ âm sẽ không đều. Rồi, ok. Trong cái phần này, còn độc microcell khi các bạn bật cái này lên thì nó đang ở trạng thái tắt disable, thì các bạn để bật thì các bạn chọn tích trượt phải vào đây và chọn enable, thì ra đây mình đã chọn disable, mình đã bật hết lên rồi. Nếu mà chưa bật thì các bạn tích vào đây. Ở đây có mục enable này để bật lên đúng không? Rồi ok. Về phần này đã xong thì tiếp theo nó là để nếu mà các bạn ở mục desktop này các bạn còn một cái nữa, khi các bạn bật xong hết rồi, ví dụ như mình tích vào đây mình bật hết cái này rồi mà các bạn ghi âm không được, đó là do một cái đấy, như ở chỗ này khi các bạn driver thì nó có cái biểu tượng recon ở trên trên cái thanh công cụ, thì mình tích vào cái đây, mình tích vào hai lần để nó hiện ra một cái bảng ví dụ như đây. Nếu mà các bạn ở trên màn hình desktop nó không có cái biểu tượng này thì để vào vào biểu tượng này thì các bạn vào như này cho mình. Ở đây mình các bạn tích vào start, chọn control panel, thì ở đây cái biểu tượng ở trên chỗ view pie này, view pie các bạn chọn đồ category cho mình để nó hiện về đây để dễ chọn. Xong bắt đầu chọn chỗ Hara Work, đây chọn Hara Work sao đúng không, tích vào đây và trong này nó hiện ra một cái bảng, thì các bạn nhìn thấy đây nó có mục chữ recon audio, từ từ nó có mục này, thì các bạn tích chuột ở đây là một thì nó hiện ra cái bảng đấy như mình tích đây nhá. Nó hiện ra cái bảng này thì lúc đấy của mình sẽ có chỗ này nên bộ này thì nó hiện ra ba cái bảng này đúng không. Khi mà các bạn ghi âm mà nó không được ấy là do trong cái góc cái bảng này nó có một cái hình tệp file đờ ở cái này nó bật tắt này, thì các bạn tích vào đây cho mình thì nó hiện ra cái bảng connector setting ở đây, setting ở đây, thì ở đây các bạn tích cả hai mục này chọn cho mình. Lúc đầu nó không tích, trước là mình ghi âm mình tìm mãi tại sao mình không ghi âm được, thì do mình chưa tích vào cái mục disable phone này đúng không, như này bạn nhấn ok thế là ghi âm được thôi. Tiếp theo đó, tiếp theo đó là như ở đây thì mục sao này mình quan tâm đến mục sao tiếp, mục sao này chính là cách mà mình với mình chọn ra cái bảng đấy, thì mình có bấm vào đây adjust này ra bắt đầu này. Ở đây nhớ cái phần mềm của mình đang sử dụng đó là Cam Studio này. Đấy, các bạn phải để cho nó mức cường độ âm như này đúng không. Đó, ok, đến mục channel stem sao chính là bật cái bảng vừa quay lên tích hai cái vào microphone để nó hiện ra cái này đó. Đó, thường thường nếu mà ghi âm cho video để up lên YouTube như mình đang làm thì các bạn không nên tích vào mục listen driver này, các bạn chỉ quan tâm đến mục driver cho microphone với âm lượng 100, microphone boss cho độ thu bắt nhạy âm là 10 thế nào được. Ok rồi, đến phần mềm ghi video thì mình thì chắc nếu mà các bạn hay làm thì cũng chả làm gì cái phần mềm Cam Studio như ở đây đó, phần mềm này đó là phần mềm Cam Studio 8 thì mình đang sử dụng phiên bản 8.4, hình như nó cũng là mới nhất thì sao ấy, thì các bạn tải về Crack như cái này, phần mềm này mình không rõ Crack, khi ấn lên hiện cái bảng này thì các bạn tích chuột vào, khi cài xong phần mềm mình khởi động lên thì giao diện của nó sẽ như này đúng không, như thế này thì các bạn tích chuột vào mục Recon Scribe gì đấy tiếng Anh mình không rõ, thì các bạn tích chuột vào đây nó hiện ra cái này, hiện ra cái này thì ở đây thì sau khi các bạn tích vào thì ở đây nó có cái mục mà các bạn ấn chuột trái vào để chọn audio đấy, khi mình nói này nó có chữ audio này đó rồi. Ok được rồi, thì rồi video mình giới thiệu ở đây thôi, các bạn tự hiểu thêm có gì thắc mắc thì comment bên dưới mình sẽ gửi, nếu các bạn mà không có file download thì mình sẽ các bạn sẽ comment bên dưới để mình gửi link cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.